Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tới tập 242 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016. Đây là những câu chuyện bị sót lại của năm 2016 trên Face. Thành ra là Thi sẽ tập trung kể lại những chuyện này. Sau đó là Thi sẽ kể tiếp tục qua bên phần Gmail mà các bạn đã gửi cho Thi nha. Xin các bạn bên Gmail thông cảm dùm cho Thi nha các bạn. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhắn tin về và kể lại cho chúng ta nghe rằng á là khoảng đầu năm 2016 thì bạn cùng với ông xã của mình có thuê một căn phòng trọ các bạn. Bạn khá hài lòng về căn phòng trọ này tại vì nó nằm ngay đầu tiên của cái dãy 3 phòng. Cho nên đó là bạn cũng rất là hài lòng về khi mà mình dọn về đây. Và cái ngày đầu tiên á là bạn dọn nhà, nhưng mà do hôm đó ông xã bạn mất đi làm không có phụ được. Cho nên đó là bạn đã nhờ một cái người bạn thân của mình qua để mà dọn phụ mình các bạn. Thì khi mà hai bạn dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc á, thì cũng tới 2 giờ chiều mới xong. Và hai bạn khi mà nghỉ tay thì cũng ngồi uống nước và nói chuyện với nhau. Và khi hai đứa đang nói chuyện với nhau thì hai đứa tự nhiên giật mình bởi một cái tiếng mở cửa sổ, mà cái tiếng này nó bật ra rất là lớn các bạn. Và bạn rất là thắc mắc rằng tại sao mới nãy á là khi dọn dẹp phòng á thì chính tay bạn có mở cái cửa sổ này ra, nhưng khi dọn xong thì chính tay bạn đã kéo đóng cái cửa sổ này lại, và rõ ràng bạn đã có gài chốt rồi. Bạn suy nghĩ rằng có thể là do gió nó mạnh quá cho nên nó là cái cửa sổ mà nó bật ra, nó bật rất là mạnh như vậy, thì bạn nghĩ như vậy. Nhưng mà rõ ràng mới nãy á là khi bạn gài chốt, bạn gài rất là kỹ cái chốt các bạn, thì nếu mà có gió thì gió nó cũng không thể nào mà nó bật cái chốt lên xong rồi nó bung cái cửa ra như vậy được. Thì bạn cũng thắc mắc trong lòng dữ lắm, nhưng mà thôi kệ, bỏ qua một bên cái chuyện đó. Thì cho tới cái ngày hôm sau là cái ngày thứ hai các bạn, thì hai vợ chồng của bạn này đang ngủ rất là ngon, thì tầm khoảng chừng 4 giờ mấy sáng, 5 giờ sáng á, thì cái cửa sổ này nó lại bật ra thêm một lần nữa, và cái lần này cũng đột ngột và rất là mạnh luôn các bạn. Thì lúc đó là do mạnh quá cho nên hai vợ chồng bạn đang ngủ rất là say đã giật mình thức dậy. Và lúc đó chồng bạn mới hỏi rằng ủa em mở cửa sổ hả em, thì bạn nói không em đâu có mở, em đang ngủ rất là ngon mà. Thì chồng bạn mới với tay đóng cửa sổ lại, và chồng bạn nói rằng ủa rõ ràng hồi hôm anh ngủ là anh có cài chốt cửa rõ ràng mà ta, cài rất là cẩn thận mà sao tự nhiên giờ nó bật ra vậy. Thì lúc đó bạn mới kể là cái chuyện hôm qua, bạn nói rằng hôm qua em cũng gài chốt rất là kỹ mà tự nhiên cái cửa này nó lại bật ra y chang vậy nè anh. Thì do là ông xã bạn á, sợ rằng bạn sợ cho nên á ông xã bạn nói ừ chắc là do mình cài cái chốt, nhưng mà dạng như mình cài nó không có kỹ á, thì khi gió mạnh quá nó bật ra chứ không sao đó em. Thì bắt đầu là cái chuyện đó là cái chuyện thứ hai. Thì tới cái ngày thứ ba là tối trước khi bạn đi ngủ á, là bạn có đếm lại tiền của mình, kiểm tra tiền xong rồi xếp thẳng thớm với nhau và bỏ vào trong bóp các bạn. Nhưng tới sáng hôm sau khi mà bạn mở bóp ra để mà đưa tiền đi làm á, để cho ông xã bạn đi làm á, thì chỉ còn duy nhất một tờ 50 ngàn. Thì lúc đó bạn thắc mắc lắm, rõ ràng hồi hôm á là mình đã xếp tiền là hả có tờ 50, có tờ 20, rồi cũng có tờ 10.000, rồi có tờ 5.000, có tờ 2.000, mà sao bây giờ là chỉ còn duy nhất một tờ 50. Thì bạn cũng có hỏi chồng bạn rằng anh có lấy không, nhưng mà chồng bạn nói không anh đâu lấy làm gì, tiền em anh lấy làm gì. Thì bạn thắc mắc dữ lắm, nó không có bao nhiêu tiền hết các bạn, nhưng mà bạn thắc mắc. Tại vì rõ ràng khi bạn đếm tiền xong, bạn xếp, bạn bỏ vô bóp là bạn đi ngủ luôn, chứ bạn đâu có đi mua cái gì mà làm cho bạn quên mất mình xài cái số tiền đó mình quên sao. Thì bạn thắc mắc lắm, bạn nghĩ trong lòng không lẽ là trong phòng có người sao ta. Rõ ràng đó là mình đã kiểm tra, mà mình khi kiểm tra xong mình còn cất cái bóp, thì không lẽ là chồng mình lấy. Mà mình thì chắc chắn rằng là ông xã không thể lấy như vậy, tiền đâu có bao nhiêu đâu lấy.
thì lúc đó bạn tìm khắp phòng các bạn. Và khi tìm khắp phòng thì bạn phát hiện rằng những cái tiền đó đó nó rơi ở dưới đít giường đó các bạn. Mà hả, nó rơi á, nó không phải là rơi từng tờ búa lô xua, mà nó xếp lại rất là gọn gàng, giống như là có người xếp gọn gàng mà còn xòe cái cánh quạt giống như chúng ta chơi đánh bài các bạn, thì cái tiền được xếp y như vậy đó và để ở dưới đít giường. Thì bạn thắc mắc dữ lắm, bạn nói ủa kỳ vậy trời, rõ ràng mình nhớ mình đâu có làm như vậy. Khi bạn hỏi ông xã bạn á thì ông xã bạn nói không, hoàn toàn anh biết, mà bạn cũng thấy rằng khi mà bạn đếm tiền xong á là hai vợ chồng cùng nhau đi ngủ, thì hả không thể ông xã chọc bạn như vậy được. Thì lúc đó bạn lo lắng lắm các bạn, bạn rất là coi như là bất an, thì bạn mới rủ cái người bạn thân của mình, cái người bạn mà cái hôm đầu tiên mà cùng dọn phòng với bạn đó, thì rủ cái bạn đó đó đi coi bói thử xem sao. Mà khi đến cái chỗ coi bói, chưa kịp nói gì, bạn này chưa kịp nói gì hết, mà ông thầy bói đã nói rằng đó là con vừa mới dọn lại một chỗ, mà cái chỗ ngôi gia này con đang ở là có một cái vong nhỏ các bạn. Và khi bạn nghe vậy thì bạn hết hồn, tại vì á là bạn chưa hề nói cái gì hết, thì bạn cũng có kể lại những cái chuyện vừa qua cho cái người thầy bói này nghe. Thì cái người thầy bói này mới nói rằng á là hiện tại cái chỗ con ở có một cái vong nhỏ, cái vong này á là giống như là của một cô gái, cái cô gái này có thai các bạn, và đã phá cái thai đó. Sau khi mà phá xong thì cô này cũng dọn phòng đi luôn, không ở đó nữa. Và bạn dọn vào thì cái đứa bé này á, là nó đang ở trong cái phòng đó và nó đang rất là đói, rất là lạnh. Cho nên á là nó muốn lấy tiền của bạn nhưng mà nó không có lấy được các bạn. Thì khi bạn nghe tới đó thì bạn sợ lắm, sợ hãi dữ lắm, cho nên bạn phải hỏi rằng á, là bây giờ làm sao, hay là con dọn đi. Thì ông thầy bói mới nói rằng không cần dọn đi, con chỉ cần về con cúng một mâm cơm rồi con vái, nói rằng đó là đừng chọc phá nữa thôi. Thì khi bạn về bạn đã làm theo lời thầy bói á, là từ khi mà bạn cúng tới bây giờ, hiện tại bây giờ bạn vẫn còn ở trong cái phòng này các bạn, là không còn những cái sự việc lạ xảy ra nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về cho Thi. Câu chuyện thứ hai là bạn này gửi về cho Thi kể về người chị của bạn. Bạn có 5 anh chị em các bạn, và người chị này là cái người chị đầu tiên, chị lớn nhất của bạn. Thì chuyện cách đây cũng lâu rồi, hiện tại thì chị này đã lớn gần 30 tuổi, có chồng có con rồi các bạn. Nhưng khoảng thời gian khi mà chị này tầm khoảng 17, 18 tuổi, thì lúc đó bạn chỉ mới khoảng chừng 7, 8 tuổi mà thôi. Thì chị này á là khoảng 17, 18 tuổi, thì hôm đó không biết có cái chuyện gì á, bạn cũng quên rồi, nhưng mà ba có la chị này, la rất là dữ. Thì khiến cho khi mà bị ba la cho nên chị gái của bạn á là đã buồn và không có ngủ trong nhà các bạn. Mà tại vì phía sau nhà bạn này là núi, nhà bạn này ở Bà Rịa Vũng Tàu nha các bạn, thì phía sau nhà là núi và chị đã không ngủ trong nhà mà lại đi ra phía sau nhà. Và do là phía sau nó có những cái bậc đi lên như vậy nè, lên cao, thì mẹ của bạn á là có để một cái bếp để mà nấu đồ đi bán á, để phía sau đó. Thì chị này đi lên những cái bậc đó thì nó có nguyên một cái phiến đá dài, thì chị leo lên đó chị nằm chị ngủ các bạn. Và bạn lúc đó thì bạn còn nhỏ, và hôm đó bạn với lại chị dâu thì ngủ ở trong nhà. Thì khi mà chị này leo lên trên cái bệ đá đó để nằm thì tự nhiên chị đi xuống. Và vừa lúc đó thì bạn cũng do là mắc tiểu, mắc toilet, cho nên đó là bạn giật mình thức dậy, định rằng đó là đi toilet xong sẽ vào ngủ trưa tiếp. Thì khi bạn đi ra đi toilet thì tự nhiên bạn thấy chị mình đi vào. Chị mình đi vào mà cái gương mặt của chị nhìn nó kỳ lắm, nó theo cái con nít của bạn, bạn đâu có biết là thất thần đâu, mà bạn nói rằng cái gương mặt chị rất là kỳ. Thì lúc đó bạn có kêu chị ơi, nhưng mà chị này không thèm trả lời mà cứ đi thẳng vô nhà các bạn. Thì do là bạn còn nhỏ mà bạn cũng thấy rằng ủa sao chị mình lạ quá ta, cái thái độ kỳ quá, cho nên chị cũng bạn cũng theo bạn dòm bạn quan sát coi sao. Thì bạn thấy rằng á là chị đi vô trong nhà, chị lấy một cái sợi dây các bạn, và khi lấy sợi dây á là chị, do là nhà của bạn á là nhà ở trên làm bằng cây, thì do là có cái gác nữa, cái gác này cũng sát ở trên cái gần cái trần nhà luôn, thì chị đã lòn cái cọng dây đó lên trên cái cây sà ngang trên nóc nhà, gần cái nóc nhà đó. Và
ấy cọng dây lại. Và lúc đó bạn nhìn bạn thấy lạ lắm, ủa sao chị làm gì kỳ, à, bạn còn nhỏ bạn đâu có biết đâu. Thì lúc đó bạn kêu chị ơi chị ơi, nhưng mà chị không thèm trả lời, cứ tập trung làm. Sau đó đưa cái cọng dây vô cổ để mà định thắt cổ các bạn. Thì lúc mà bạn thấy chị mình đưa cái cọng dây vô cổ thì bạn hết hồn, bạn la lên, bạn kêu quá trời, bạn khóc, bạn gào lên. Thì lúc đó cái người chị dâu của bạn đang ngủ trong buồng á mới chạy ra. Rồi khi nghe tiếng bạn la, bạn này la lớn dữ lắm, khiến cho những cái người hàng xóm xung quanh cũng chạy qua các bạn. Và khi chạy qua thì thấy chị này của bạn đang lủng lẳng trên dây rồi, thì mọi người nhào vô ẵm chị xuống liền. Cho nên rất là may mắn là chị chưa có kịp, giống như là chưa có thắt cổ được mà chưa có mất á các bạn. Và khi xuống á thì mọi người kêu lay quá trời, chị vẫn còn thở. Và khi tỉnh dậy thì chị ngơ ngác không biết chuyện gì, ủa chuyện gì mà mọi người xung quanh đông quá vậy, mà ngơ ngác thất thần dữ lắm. Thì mọi người mới hỏi rằng mày làm cái gì mà tự nhiên mày lấy dây mày thắt cổ vậy, có chuyện gì mà làm cái gì vậy. Chị dâu bạn nói rằng đó là ba la có chút xíu thôi, làm gì em, làm gì kỳ vậy em, mọi người la quá trời. Thì chị mới nói rằng đó là khi mà chị đang nằm ở trên đó đó, tự nhiên chị thấy có một cô gái, và cái cô gái này á cũng khoảng chừng trạc cái tuổi chị thôi, tầm khoảng 18 19 tuổi thôi. Và cô gái này nói rằng đó là buồn hả em buồn hả, thôi đi theo chị đi. À, đi theo chị vui lắm, ở dưới đây vui lắm, đi xuống đây chơi với chị. Thì khi mà chị này nghe cái cô gái đó nói xong rồi á là coi như là như người mất hồn luôn, và đi vô nhà lấy cọng dây để mà dự định thắt cổ đó các bạn. Thì lúc đó là bắt đầu hả mọi người hoảng hồn, thì chuyện nó cũng là chạy giống như là chuyện nó xong xuôi rồi thôi, cũng không có gì. Thì khoảng vài tháng sau thì chị này có bồ, mà khi có bồ cũng đưa về nhà chơi, mà hết quen từ anh này tới anh khác, anh hỏi một quen anh đó là chừng vài ngày, có khi vài tháng là chia tay. Thì khi mà tới cái anh cuối cùng đó, thì chị rất là buồn, tại vì cái anh này chị thương nhiều nhất cho nên cũng buồn các bạn, khi chia tay buồn lắm. Cho nên chị này đã bỏ lên Đồng Nai để mà đi làm cùng với lại một người chị họ. Thì khi mà làm trên đó thì một hôm chị họ của bạn á mới gọi điện về nói với lại mẹ bạn, nói rằng á là nó tự nhiên hả giữa đêm đang ngủ nó bật dậy, xong rồi nó đi mà nó cầm cái con dao, rồi nó đi ra ngoài đường mà nó không mang dép luôn, đi chân không, và đi ra ngoài đường hả đứng ở ngoài đó nói chuyện một mình. Thì lúc đó mọi người bắt đầu không thấy, mở mắt ra nằm kế bên không có, cho nên mọi người đi tìm. Thì khi đi tìm thấy rằng chị này đang cầm con dao rồi đang nói lẩm bẩm một mình. Rồi mọi người mới kéo vô các bạn. Thì khi kéo vô á là chị không hề biết cái gì hết. Nói chung á là như là một cái người mà không biết gì, giống như người bị khùng, bị điên á các bạn. Thì sau một hồi chị mới tỉnh lại á, thì mọi chị mới kể rằng chị đang ngủ thì tự nhiên có một cô gái vô kêu mình đi chơi, rủ mình đi, chỗ này vui dữ lắm, đi ra đi chơi nè. Thì lúc đó mọi người rất là lo lắng, thì mẹ của bạn mới nói rằng đó là nhờ con, tại vì nghe nói trên Đồng Nai có một ông thầy rất là hay, cho nên đó là nhờ con đưa đưa nó lại giùm cái chỗ ông thầy đó thử xem sao. Thì khi vô đây và đi vô chỗ ông thầy đó thì ông thầy mới nói rằng á là chị hiện tại đang bị một cái vong nữ theo các bạn. Và cái vong nữ này á là lớn hơn chị chừng 1-2 tuổi thôi, tầm khoảng chừng 19 đôi 10 tuổi thôi. Và khi cái vong nữ này do là nhìn thấy chị Hạt cho nên nó là đã rủ chị này đi. Vong này là vong thắt cổ mất các bạn, vong thắt cổ. Và thắt cổ ở trên cây dương, tại vì nhà của bạn á phía sau nhà bạn là núi. Và cái cây dương này nó trên núi đó, thì cái cô gái này không biết buồn chuyện gì lên trên núi thắt cổ. Và cây dương này á thì sau này người ta nó mọc nhiều ấy quá, cho nên nó là hồi xưa hay có bão, cho nên nó là người ta lên người ta đốn chỉ còn phân nửa cây thôi. Và cái cô gái này đã thấy chị hợp tuổi với chị cho nên rủ đi, kéo đi các bạn. Thì ông thầy này nói rằng đó là bây giờ á về cúng cho cái cô này xong rồi á là đốt hả
quần áo cho cái cô này, tại vì cổ cũng đói rồi cũng lạnh lắm, cho nên nó là cứ cúng cho cô này đi không sao đâu. Thì lúc đó là chị đang từ Đồng Nai phải trở về Vũng Tàu để mà hả cúng kiến cho cái cô này các bạn. Thì sau khi cúng xong thì không có gì nữa, và quen một cái anh chàng, và hiện tại anh chàng này cũng đang là ông xã của chị bây giờ luôn. Thì đó là cái người chị đầu tiên các bạn. Và một cái câu chuyện nữa là cái người chị kế bên chị này, chị thứ ba đó, thì cái người chị này thì không có may mắn bằng chị kia là có chồng, mà chị này á, là cái người chồng của chị thì lại giống như là bỏ theo gái, cho nên chỉ còn hai mẹ con, và hai mẹ con cũng thuê phòng trọ để mà ở các bạn. Thì lúc mà thuê cái phòng trọ này á, thì cái người phụ nữ ở kế bên á là cũng cỡ tuổi cái chị thứ ba của bạn luôn, và chị đó đang có thai. Thì hầu như hai người tối nào cũng nói chuyện với nhau rất là thân thiết. Thì cho tới khi mà cái người phụ nữ kia trở dạ đi sinh con thì không biết là sao á, băng huyết hay gì đó, mà cái người phụ nữ đó đã qua, không có qua khỏi và mất đi. Đứa con thì vẫn còn sống các bạn. Thì cái chuyện mà cái người bạn của mình chết, cho nên chị này cũng buồn dữ lắm. Và khoảng vài ngày sau, sau cái ngày chị đó mất, thì một hôm á, là hai mẹ con chị đang ngủ trong phòng, thì lúc đó tầm khoảng hơn 12 giờ đêm, thì tự nhiên bé con của chị này khóc, mà nó khóc quá trời luôn, dỗ không có nín, cho nên nó là chị này phải mở đèn lên, và khi mở lên để mà dỗ dỗ đứa nhỏ đó, thì khi dỗ hoài nó không nín, thì chị đi vào trong toilet để mà dự định là xả cái khăn ra để mà lau mặt cho nó, tại nó khóc mũi nước mũi tèm lem đỡ trơn. Thì khi chị vào trong nhà tắm á để chị xả cái khăn chị đi ra, thì khi chị ra tự nhiên chị thấy có một cái bóng người lấp ló ở ngay chỗ cửa sổ phòng đó các bạn. Và cái bóng người này á, lúc đầu á thì chị thấy rằng đen thui tù lùi à, nhưng khi chị nhìn kỹ lại thì chị thấy rằng đó là cái người bạn của mình, mà cái người mà mang thai kế bên cái phòng mà đã mất đó các bạn. Thì lúc đó chị rất là sợ, nhìn kỹ lại mà cái người này đang đứng lấp ló giống như là dòm kiếm cái người bạn cũ của mình vậy đó. Thì lúc đó chị sợ hãi dữ lắm, gọi điện cho một người bạn thân của mình qua để mà ngủ chung với mình. Sau đó chị đã gọi điện về nhà, qua ngày hôm sau gọi điện về nhà để mà nói cho ba mẹ của bạn nghe. Thì ba mẹ của bạn mới kêu rằng thôi dọn đi đi chứ đừng ở đó nữa. Thì sau vài ngày chị này đã dọn ra khỏi cái phòng trọ đó các bạn. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn đã gửi về cho Thi. Và tiếp tục một câu chuyện nữa của một bạn khác các bạn. Bạn này gửi về và kể rằng đó là do bà của bạn có mua một cái áo khoác sida, áo cũ sida. Thì khi mà mua cái áo cũ này về, bà của bạn cho người dì thứ tư của bạn, nhưng mà sau khi mặc một thời gian đó, thì là người dì thứ tư bạn bị lên cân, cho nên đã cho lại cái người dì thứ năm của bạn. Thì khi mà cho người này á, thì bắt đầu á, là do cái áo này nó cũng không có dày các bạn, nó cũng mỏng. Và tối á, dì này ngủ á, thì lại hay bị ớn lạnh á, cho nên á, là dì này mặc luôn cái áo đi ngủ luôn. Thì cái đêm đầu tiên là dì cảm thấy nó có một cái vấn đề kỳ dữ lắm. Từ nào giờ mình không có bị vậy. Nhưng cái đêm thứ hai thì tự nhiên, tại vì dì nằm nghiêng các bạn, cho nên nó là khi dì ngủ, dì nằm nghiêng á, thì vì tự nhiên vì cảm giác như nó lạnh một cái cách kỳ kỳ lạ lắm, mà nó không phải như là trong phòng mới lạnh đâu, nó lạnh kỳ cục lắm. Và khi vì mới cảm giác rằng có người ngồi phía sau mình, thì thành ra là tại vì dì đang nằm nghiêng, cho nên nó là dì đã nghiêng qua trở lại, xoay cái người qua trở lại, thì dì hoảng hốt hết trơn khi thấy một cái người, mà cái người này cái đầu trọc lóc à, chọc trét rồi các bạn, và đang ngồi nhìn gì mà ngồi chồm hổm giống như chúng ta ngồi xổm xuống vậy đó. Thì lúc đó cái người này ngồi mà nhìn gì chăm chăm, mà cái đầu thì chọc lóc, mà gương mặt thì nhìn rất là ghê, mà trên người á mặc cái áo khoác giống như là cái áo khoác gì đang mặc các bạn. Thì khi mà dì thấy cái người đó, tự nhiên dì sợ, dì muốn la lên nhưng lại không la được, và dì đã coi như là vùng vẫy rất là nhiều, cũng cơ thể lúc đó cứng ngắc, mà cái con mắt đó thì cũng không nhắm lại được, mà cứ nhìn cái người đó trân trân, không có thể nào nhúc nhích được cái gương mặt của mình để mà có thể nhắm mắt hoặc là xoay cái mặt qua chỗ khác. Mà cái người đó ngồi đó nhìn gì trân trân không nói một tiếng nào các bạn, cái đầu thì trọc lóc, con mắt thì thò lỏ ngồi dòm. Mà các bạn thử tưởng tượng đi, nửa đêm mà chúng ta
lỡ mà chúng ta giật mình mà chúng ta bị rơi vào cái trường hợp giống như vậy thì không không biết phải làm sao, chứ thi là nhảy tim ra ngoài đó. Và sáng hôm sau dì đã kể lại cho mọi người cùng nghe, thì bắt đầu á, là mẹ của bạn mới kể lại một cái câu chuyện rằng á, là khi mà cái áo chưa được cho cái người dì thứ năm, tại vì cái người dì thứ tư này đi bán hay mặc cái áo này dữ lắm, cho nên nó là tối dì về dì hay treo cái áo này ngay chỗ trước cái cửa nhà tắm, có nguyên một cái đồ cái cây treo đồ á các bạn, thì dì móc cái áo ngay đó trước cái cửa nhà tắm, và mỗi lần mẹ của bạn đi tắm á là cứ vào đó tắm mà cứ có cảm giác như là ai đứng ở ngoài đợi mình, cứ có cảm giác vậy đó, mà cảm giác như cái người đó đi qua đi lại đi qua đi lại đợi. Thì lúc đó mẹ bạn do là cứ nghĩ rằng có người đứng đợi mình ngoài cho nên mẹ tắm lẹ 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 lẹ, nhưng mà khi đi ra lại không có ai, mà rõ ràng khi tắm á là cảm giác rằng thấy rằng có người đi tới đi lui trước cửa nhà tắm, cho nên nó là đi ra lẹ, mà mỗi lần đi hả xuống tắm là đều có một cái cảm giác ớn lạnh da gà, nhưng mà không biết là cái gì thôi. Thì khi mà đưa qua cái áo này cho dì thứ năm rồi á thì mẹ bạn không còn cái cảm giác đó nữa các bạn, tại vì dì thứ năm thì hay mặc ngủ lắm cho nên đâu có treo cái áo ban đêm ngay cái chỗ đó đâu. Và lúc đó mọi người đều sợ và kêu đốt cái áo đó đi, thì khi đốt xong rồi á thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nha các bạn. Và tiếp tục một cái câu chuyện khác của một bạn nữa, bạn này thì hiện tại đang sống tại thành phố Châu Đốc. Bạn kể rằng á là ngày xưa Châu Đốc là có một cái bệnh viện, thì bệnh viện này lâu lắm rồi, bệnh viện đa khoa này rất là lâu rồi, từ thời Pháp thuộc lận. Nhưng mà sau này á là khi Châu Đốc lên được thành phố khoảng chừng 2-3 năm nay á thì bệnh viện này đã dời đi qua ngoại ô, và bên đây người ta xây một cái bệnh viện lớn khác, đầy đủ thiết bị khác, cho nên nó là cái bệnh viện cũ này bỏ. Và khi bệnh viện cũ này bỏ thì người ta sẽ phá để mà xây dựng siêu thị các bạn. Và khi xây dựng siêu thị á thì trong đó có hai cây đa hay là cây gia gì đó, tại vì bạn gửi là bạn gửi cây gia, mà thi chỉ biết cây đa thôi, cây gia là cây gì thi không biết, mà thi đã coi lại tin của bạn 2-3 lần, thi thấy rằng bạn để là cây gia. Thì bạn nói rằng trong khuôn viên bệnh viện là có hai cây gia, và hai cây gia này rất là to, mà nhánh của nó, lá của nó rất là nhiều, nhìn nó rất là to lớn, một cái thì đầu bệnh viện, một cái thì phía sau bệnh viện các bạn, mà trong cái khuôn viên bệnh viện này. Thì khi mà người ta làm, người ta xây dựng mới á thì do là cái cây này nó choáng cái chỗ quá cho nên nó là người ta phải thuê người lại chặt, và cái người lại chặt là cái người rất là gọi là chặt cây chuyên nghiệp rồi. Và cái ông này á là khi leo lên để chuẩn bị chặt những cái nhánh ở trên trước á thì ổng leo được có nửa cây các bạn, tự nhiên không biết là ổng thấy cái gì trên đó mà ổng tuột xuống và ổng đi về luôn, ổng không chặt nữa. Thì đó là cái người đầu tiên không thể nào chặt cây được, cho tới khi á là sau này hả là do là cái cây này nó choáng quá cho nên nó là phải nhất quyết là phải chặt, cho nên người ta mới đưa lại một cái máy cẩu nhỏ nhỏ để mà chặt cái cây này, nhưng mà hả, cũng không có chặt được, là do hả cái máy đang hoạt động rất là bình thường, nhưng đưa vô để chuẩn bị chặt cây á, thì nó lại ngưng, nó không hoạt động được các bạn. Và người ta đưa thêm một cái máy cưa, một cái máy cẩu cưa lớn hơn, nhưng mà cái máy này cũng vậy hoạt động bình thường, rất là bình thường, nhưng khi đến chỗ cái cây gia này á, là lại tiếp tục bị hư, không thể nào chặt. Thì cho tới sau này á, là cây gia này á, người ta đồn là có ma cho nên không chặt được, và hả siêu thị phải xây lắp giống như là hả chừa hai cây này ra, hiện giờ hai cây này vẫn còn. Thì không biết rằng á là các bạn ở Châu Đốc có biết cái câu chuyện này không, mà bạn nói thêm rằng á là những cái người mà bán đồ ở ngoài trước cổng bệnh viện hồi đó đó, khi mà bệnh viện dọn về bên kia, giờ qua bên kia rồi, thì những người này người ta vẫn bán ở đó, do là người ta bán lâu năm, người ta quen rồi, người ta không có dời qua bên kia theo bệnh viện các bạn. Thì lúc mà bán thì một hôm á là cái cô bán hủ tiếu gõ buổi buổi tối, thì do là lúc còn xây dựng thì có mấy cái anh công nhân á, mấy anh này cũng hay ra mua ăn đồ ăn của mấy cái người mà bán trước đây lắm, cho nên đó là cái cô đó tự nhiên thấy một cái anh công nhân đi ra, thì cái anh này rõ ràng á là mặc đồ công nhân rõ ràng luôn, ra kêu hai tô hủ tiếu các bạn. Và khi kêu á thì anh kêu rằng á là bưng vô để ngay cái bàn đá, ngay cái ghế đá, có cái bàn đá đó để đó đi.
Thì khi mà cô này bán hủ tiếu xong cũng là bưng vô rồi tới lúc đi vô lấy tô lấy tiền á, thì cái tô vẫn còn y nguyên các bạn, hoàn toàn còn y nguyên, không có ai mà ăn hết trơn á. Thì cô này thấy lạ, ủa rõ ràng mới nãy nó ra nó kêu mình sao kỳ vậy. Rồi khi mà cô hỏi mấy anh công nhân thì mấy anh công nhân đều chối, nói rằng á là đâu có ai kêu đâu, mà anh tại vì cái cô này dòm hết tất cả thảy các mặt của anh công nhân đó, thì cô thấy rằng không có cái anh nào mà giống như cái anh mới nãy mà ra kêu hủ tiếu hết. Cho nên nó là mọi người biết rằng á là cô này bị trêu, bị ma trêu ra kêu hủ tiếu các bạn. Thì đó là cái câu chuyện rất là ngắn bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện nữa, có một bạn nam này là chủ một tiệm hớt tóc các bạn. Bạn nói rằng đó là gia đình của bạn đó là tất cả mọi người đều đã đi định cư nước ngoài hết rồi, chỉ còn riêng bạn là ở lại thôi. Thì do là cái nhà của bạn á thì cũng khang trang lắm, nhưng mà do cái tiệm của bạn, bạn ngủ lại tiệm luôn, cho nên bạn rất là lười về nhà, lâu lâu bạn mới về nhà một lần dọn dẹp, hoặc là thắp hương thắp nhang, hoặc là ăn uống bạn bè vậy đó thì mới về nhà. Thì rất là ít khi, thì dạo gần đây sau này á, thì hồi đó thì nhà bạn bình thường có gì, nhưng mà sau này tự nhiên á, là mỗi lần bạn về bạn đều cảm giác như là nó rờn rợn da gà, mà bạn vô bạn cảm thấy nó lạnh lẽo, mà nó làm sao đâu á, nó không có còn cái cảm giác thân thuộc như xưa. Và bình thường á là khiến cho bạn sợ đến nỗi nó rờn rợn đến nỗi mà mỗi lần bạn về á là bạn đều rủ bạn bè qua ngủ chung, hoặc là những cái đứa quen với bạn ở trong xóm á là qua ngủ chung với bạn. Thì một hôm á là do bạn đi chơi về trễ các bạn, mà đi về tiệm thì lại xa, cho nên bạn về nhà luôn. Thì hôm đó về thì bạn cũng có gọi cho bạn mình, nhưng mà hôm đó thì bạn kia của bạn á thì lại mắc công việc không có qua ngủ cùng với bạn được, cho nên đó là bạn ngủ ở đây một mình, ngủ tại nhà mình một mình, nhưng lại sợ các bạn, bạn không có dám lên lầu, mà phòng của bạn thì ở trên lầu, bạn ngủ dưới đất. Thì khi bạn ngủ tự nhiên vào khoảng 3 giờ mấy sáng thì tự nhiên bạn nghe, tại vì bạn này thì sợ cho nên mở đèn rồi mở tivi luôn hả, giống như là coi tivi chừng nào mệt ngủ để cho đỡ sợ các bạn. Thì khi bạn ngủ quên, thì khi bạn giật mình thức dậy bởi một cái tiếng, mà cái tiếng này là cái tiếng dặn nước bồn cầu á các bạn, giống như ai đi vệ sinh xong dặn nước một cái rồ một cái, mà cái tiếng ở trên phát xuống, ở trên lầu phát xuống. Thì bạn suy nghĩ bạn nói trời ai mà xài nước trên đó, rõ ràng mình nghe có cái tiếng đó rõ ràng, nhưng bạn nghĩ rằng chắc là do mình nghe lầm hoặc là cái bồn cầu bị hư cho nên nó tự nó xả nước như vậy. Nhưng một hồi sau tự nhiên là giống như ai mở cái vòi để rửa tay á các bạn, rõ ràng nghe tiếng nước rất là lớn mà nó xà 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 xà, và cảm giác như có người trên đó đang sử dụng nước. Thì lúc đó bạn sợ lắm, và lúc đó tự nhiên cái tivi á là nó cũng để là không còn tín hiệu. Mà các bạn biết khi chúng ta xem tivi bây giờ chứ đâu phải như hồi xưa đâu, là 24/24 luôn, là đài lúc nào cũng có đài cho chúng ta xem, còn tivi này á là nó không còn tín hiệu. Thì bạn sợ dữ lắm, bạn rất là sợ, bạn chuyển bạn tìm cái kênh khác để coi, và bạn mở đèn suốt tới sáng bạn đi, chứ bạn không có dám lên lầu xem là ai các bạn. Thì đó là cái chuyện đầu. Và có một cái chuyện nữa là một cái chuyện này á, là một lần đó là bạn nè, bạn đi giống như là bạn vô Sài Gòn, bạn không có về nhà. Và hôm đó thì hả có công việc cho nên những người bạn của bạn xin qua nhà bạn ngủ nhờ, thì bạn cũng có đưa trước chìa khóa rồi, bạn nói có gì qua dòm chừng nhà giùm tao, tao đi Sài Gòn cũng lâu. Thì khi mà cái người bạn đó qua đó, thì những người bạn này qua là có cảm giác như là có người trong nhà các bạn, nhưng mà không có ai, cũng nghe cái tiếng xả nước, cũng nghe cái tiếng dội nước, và cái cảm giác của những người bạn của bạn cũng ớn lạnh và khiến cho người ta cũng không có dám ở trong nhà bạn ngủ đêm luôn. Thì cái câu chuyện này nó cũng không có kinh dị, nhưng mà Thi nghĩ rằng chắc là do nhà lâu không có người ở rồi, cũng bàn thờ cũng không ai đốt nhang, cho nên nó là hả những cái vong hồn mà lang thang vất vưởng đó các bạn, người ta vô đó người ta nương nhờ trong nhà của mình, giống như là nhà mình không có người rồi không có dương khí, cho nên nó là hả người ta vô người ta ở nhờ vậy đấy đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và một cái câu chuyện nữa là cái câu chuyện này á, là bạn đi qua bên nhà bạn gái của bạn chơi, thì bạn với lại bạn gái là cũng quen
lâu lắm rồi, hai gia đình đều biết hết. Và lâu lâu bạn cũng có ngủ lại bên nhà bạn gái mình. Nhà bạn gái bạn là có một trệt một lầu các bạn, và cái lầu ở trên á thì chỉ có cái phòng thờ Phật rồi hả, thờ bà, rồi có một cái phòng để cho bạn ngủ lại trên đó. Còn phòng bạn gái của bạn với lại ba mẹ của bạn gái bạn là ở dưới đất hết chứ không có trên lầu. Thì hôm đó thì hai đứa cũng nói chuyện với nhau cho tới khi một kêu thôi đi ngủ, thì bạn lên đó bạn ngủ, bạn lên đó bạn ngủ, và cô này cũng về phòng ngủ luôn, ngủ chung với cô em gái cô này. Thì khi bạn đang nằm, lúc đó bạn chưa hề ngủ đâu, chỉ mới vừa chợt mắt một chút xíu thôi, gọi là giống như là mới vừa đi vào giấc ngủ thôi chứ chưa có ngủ sâu. Thì tự nhiên á là bạn nghe rõ ràng có tiếng bước chân đi lên cầu thang, mà cầu thang nhà cô này là cầu thang bằng gỗ các bạn, cho nên nghe rất là rõ tiếng bước chân đi lên, từ dưới đất đi lên đi lên đi lên. Xong rồi bạn nghe một cái tiếng kêu, mà tiếng kêu đó là tiếng kêu của cô bạn gái của bạn. Tiếng kêu nghe rất là quen thuộc, kêu rằng anh Toàn ơi, anh Toàn ơi, mà nghe rõ ràng luôn, nghe rõ ràng. Thì bạn mới giật mình liền, tại vì lúc đó là bạn đã nghe cái tiếng bước chân đi lên rồi, mà bây giờ bạn lại thấy, bạn lại nghe cái tiếng người yêu mình kêu nữa, cho nên đó là bạn chạy ra liền. Nhưng khi chạy ra thì lại không thấy ai hết các bạn, không thấy có cô bạn gái đâu. Bạn dòm xuống dưới lầu á thì bạn thấy rằng cái phòng của bạn gái mình với lại phòng của ba mẹ là đã tắt đèn ngủ rồi, là coi như là ở dưới lầu là hoàn toàn không có mở đèn. Thì bạn nghĩ rằng chắc là hả bạn gái mình đã đi vô cái toilet rồi. Thì bạn chạy xuống, bạn đứng trước cửa toilet, bạn một hồi bạn đợi một hồi lâu, bạn nghĩ rằng chắc là bồ của bạn đã vô đó đi vệ sinh. Thì bạn đợi một hồi lâu thì bạn mới mở cái cửa toilet ra, bạn thấy lâu quá nhưng mà cô bồ cũng không có trong đó. Thì bạn thắc mắc dữ lắm, bạn nói rõ ràng lúc mà nghe cái tiếng kêu, tại vì khi nghe cái tiếng bước chân lên lầu á thì bạn đã mường tượng rằng cái cô này lên lầu xong rồi kêu mình, mà bạn chạy ra thì không lẽ là cái cô này đi đâu. Thì thành ra bạn đã gõ cửa phòng thẳng luôn. Thì lúc đó hai chị em bạn gái của bạn mới đi ra, đang ngái ngủ, hỏi ủa gì anh không ngủ đi. Thì bạn mới hỏi rằng ủa nãy giờ em có kêu anh không, em có đi lên lầu em có kêu anh không. Thì cô này nói không, em ngủ rồi. Lúc đó là bạn thấy rõ ràng là cái cô gái này đã ngủ rồi, đang ngái ngủ bị kêu dậy. Thì bạn mới nói ủa rõ ràng lúc nãy anh nghe tiếng bước chân và nghe tiếng của em kêu anh rõ ràng. Thì lúc đó ba mẹ của bạn gái cũng thức. Thì lúc đó mẹ bạn gái tin cái lời bạn nói rằng chắc là do cửu quyền trong nhà chọc ghẹo anh bạn trai này rồi các bạn, cho nên mẹ bạn gái của bạn mới kêu thôi đi xuống phòng khách ngủ đi, đừng ngủ trên đó nữa. Còn riêng ba hả, ba vợ tương lai thì lại không tin, nói rằng bạn nhảm nhí làm gì có chuyện đó. Nhưng mà mẹ vợ tương lai thì lại tin các bạn. Thì đây không phải là cái câu chuyện kinh dị gì, nhưng mà các bạn thử tưởng tượng mình là cái người đó, mình là cái nhân vật đó, bạn thử tưởng tượng xem nếu mình bị như vậy thì cái cảm giác của bạn sẽ ra sao nha. Và hôm nay Thi đã kể xong tập 242 rồi các bạn, và hẹn với các bạn ngày mai Thi sẽ kể tiếp tập 243 của tất cả mọi người khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và hôm nay là ngày đầu tuần, xin chúc với tất cả mọi người á, là may mắn cả tuần nha, vui vẻ cả tuần nha mọi người. Và nhớ nha, tối nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.